Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Theo phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Hưng Yên sẽ xây dựng 13 khu công nghiệp tiềm năng quy hoạch mới giai đoạn 2021-2030, gồm có khu công nghiệp Tân Phúc, Quang Vinh, Hoàng Hoa Thám, khu công nghiệp Phố Hiến, khu công nghiệp số 4, số 7, cụm công nghiệp Kim Động, Ân Thi, Hưng Long, Ngọc Lâm, Xuân Dục, Chính Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, Bãi Sậy, khu công nghiệp Tiên Lữ, Kim Động, Ân Thi, khu công nghiệp Ân Thi 1, Phù Cừ Tiên Lữ 1 và khu công nghiệp Văn Giang. Trong đó, khu công nghiệp Phú Hiến có diện tích 200 ha được quy hoạch trên tuyến đường nối hai cao tốc thuộc địa bàn huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Theo bản đồ định hướng phát triển khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu công nghiệp Phố Hiến dự kiến được quy hoạch ở địa bàn huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Khu công nghiệp này được quy hoạch tiếp giáp với tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình mới thông xe tháng 7 vừa qua. Khu vực quy hoạch khu công nghiệp Phố Hiến là cánh đồng rộng lớn thuộc các thôn Thống Nhất, Tất Viên, Nội Mai. Khu vực này, ngoài đất nông nghiệp chiếm chủ yếu, cũng có một số ao nuôi trồng thủy sản. Đây là khu công nghiệp có vị trí thuận lợi của huyện Tiên Lữ khi tiếp giáp với đường nối hai cao tốc và rất gần trung tâm thành phố Hưng Yên. Cũng được kết nối với quốc lộ 39 qua các tuyến đường trục đang được xây dựng. Ngoài ra, khu công nghiệp nằm trên đường nối hai cao tốc, đi qua nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang triển khai của Hưng Yên. Công trình cầu qua cửa biển Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế được cho là cây cầu vượt biển dài nhất miền Trung, nhịp chính với cáp hỗn hợp dài và cao nhất Việt Nam. Sau hơn 2 năm thi công, cầu vượt Thuận An sắp hoàn thiện, xây lắp những nhịp dầm cuối cùng để hợp long. Công trình có chiều dài gần 8 km, bắt đầu từ cầu Tam Giang đến cầu qua cửa biển Thuận An, kết thúc tại nút giao quốc lộ 49A-49B, địa phận thành phố Huế. Dự án cầu vượt cửa biển Thuận An được khởi công xây dựng vào ngày 26 tháng 3 năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, Công ty 479 Hòa Bình đảm nhiệm thi công. Công trình có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2022, thực hiện với thời gian là 3 năm. Quy mô tuyến dài gần 8 km, trong đó phần cầu dài khoảng 2,36 km, mặt cắt ngang tuyến 26 m, bề rộng 20 m. Tháp cầu có chiều dài 32 m, được thiết kế dạng chữ A phía trên tạo mỹ quan cho công trình. Chiều cao từ mặt nước lên đến đỉnh tháp là 72 m. Đến nay, gần 2 năm sau ngày khởi công, hình hài dự án đã lộ diện. Tại công trường, các đơn vị đang tập trung thi công trụ chính T26 và T27 nằm trên mặt biển theo phương án đúc hẫng cân bằng đối xứng, đồng thời chuẩn bị thi công hệ thống trụ tháp dây văng. Đây cũng là phần xây lắp khó khăn phức tạp nhất thuộc dự án, với độ cao đảm bảo khổ thông thuyền 39 m để tàu trọng tải hơn 5.000 tấn ra vào cảng Thuận An. Hiện dự án đã hoàn thành 70% kế hoạch, các đơn vị nhà thầu đang dần hoàn thiện thi công toàn bộ hệ thống mố, trụ, dầm cầu, đồng thời chuẩn bị thi công hệ thống trụ tháp dây văng. Ban quản lý dự án đang đẩy nhanh tiến độ để sớm thông tuyến vào cuối năm 2024. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện nay đường hai cầu còn bị vướng mặt bằng nên đường vận chuyển tập kết vật liệu, thiết bị gặp nhiều khó khăn. Kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế quan tâm và đẩy nhanh tiến độ, tiếp tục tháo gỡ công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc tồn tại để có mặt bằng hoàn chỉnh để sớm triển khai dự án. Dự án tuyến đường bộ ven biển đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 2.400 tỷ đồng. Theo đó, dự án có tổng chiều dài tuyến 7,785 km, trong đó có chiều dài của cầu vượt là 2,36 km. Theo như thiết kế, cầu vượt cửa biển có đến 50 trụ và 2 mố cầu, nhịp chính dài 218 m và chiều cao 40 m. Đây được xem là nhịp cầu có dầm cầu cáp hỗn hợp thuộc vào loại dài và cao nhất nhì nước ta hiện nay. Tháp cầu có chiều cao 32 m và được thiết kế dạng chữ A phía trên tạo mỹ quan cho công trình. Chiều cao từ mặt nước lên đến đỉnh tháp là 72 m. Công viên vui chơi, giải trí và công viên thể dục thể thao.
Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội đã phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc dự án khu công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao Hà Đông, gọi tắt là khu công viên. Dự án công viên này đang được kỳ vọng góp phần thiết lập trục không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa cho các tuyến đường lớn trong khu vực như đường Vành Đai 3,5, đường La Phúc, Văn Phú và các đô thị mới Văn Phú, Phú Lương, Kiến Hưng, Thanh Hà, Xiển Câu 5. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Hà Đông, Ban Quản lý Dự án thuộc Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, kết quả thi tuyển thể hiện khu công viên được chia làm 3 khu chức năng, gồm khu A, công viên văn hóa truyền thống gần 47 ha, khu B, công viên vui chơi giải trí hơn 23 ha, khu C, công viên thể dục thể thao hơn 22 ha. Trong đó, ở giai đoạn 1, khu A gồm khu vực phục vụ dã ngoại, chòi ngắm cảnh ven hồ, khu công viên tĩnh, sân tập dưỡng sinh, quảng trường nhạc nước, triển lãm ngoài trời, quảng trường văn hóa lễ hội, bãi đỗ xe, cổng vào, cổng số 1. Cổng vào số 1 được đặt tên là truyền thống, có hình dáng đặc trưng cho kiến trúc mái dốc, mái cong, mô phỏng các cổng làng quê ở đồng bằng Bắc Bộ. Khu B ở giai đoạn 1 sẽ đầu tư các hạng mục vườn hoa, đường dạo tiểu cảnh, quảng trường vui chơi, quảng trường lớn, bến tàu, nhà gỗ trẻ em, cầu mê cung, cổng vào, cổng số 3 và số 4. Cổng số 3 được đặt tên là lễ hội, được tạo dáng là khối cong 5 chiều. Ngoài ra, ở phía nam khu B sẽ có thêm cổng ký ức, cổng số 4 được thiết kế theo công trình kiến trúc cổ, đại diện cho nền văn hóa xứ Đoài nói riêng, cho đồng bằng Bắc Bộ nói chung. Khu C ở giai đoạn 1 sẽ đầu tư các hạng mục chòi chim, cổng vào, cổng số 2, quảng trường sự kiện, khu đường dạo, tiểu cảnh và bãi đỗ xe. Cổng vào ở khu này được đặt tên là cánh diều, được thiết kế bởi các đường cong tạo cảm giác thể thao. Theo Ban Quản lý Dự án, trong phạm vi 65 hạng mục được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, phạm vi dự án chỉ đầu tư khoảng 30 hạng mục. Trong đó, việc đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sân đường, cây xanh, cảnh quan, cổng, trò nghỉ, nhà vệ sinh kết hợp quản lý, vận hành kỹ thuật chung, quảng trường và các khu sân chơi tự do là các hoạt động không thu phí. Các công trình kiến trúc cần có bộ máy vận hành, quản lý, duy tu, bảo dưỡng như nhà thể thao đa năng, bể bơi 4 mùa, sân bóng đá, bảo tàng, làng nghề, nhà thiếu nhi, nhà hàng, tàu lượn, cảm giác mạnh, khu công viên nước sẽ được đầu tư bằng các dự án nói riêng, bằng nguồn vốn huy động hoặc phương thức xã hội hóa. Cảnh quan trong khu công viên chủ yếu là cây xanh bóng mát, vườn cây, thảm cỏ, tiểu cảnh kết hợp với các sân chơi đường dạo được thiết kế và lựa chọn các loại cây phù hợp với chức năng của khu A, B, C đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. Đối với các công trình hạng mục khác chưa cần thiết, đầu tư ở giai đoạn này sẽ được trồng cỏ để tạo cảnh quan chung trong khu công viên. Dự kiến sẽ hoàn thiện ở các giai đoạn sau hoặc chờ nguồn vốn xã hội hóa đầu tư để khai thác hết hiệu quả khu công viên sau này. Dự án khu công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao Hà Đông có diện tích hơn 98 ha, được tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt từ năm 2008. Sau hơn 15 năm trùm mền, cuối năm 2023, cơ quan chức năng đã công bố quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu vực này. Dự án này có tổng mức đầu tư trên 1.250 tỷ đồng và dự kiến xây dựng trong giai đoạn từ năm 2024 tới năm 2027 sẽ hoàn thành. Hồi tháng 4 vừa qua, dự án này được Bộ Tài nguyên Môi trường công khai tham vấn cộng đồng báo cáo đánh giá tác động môi trường.